Vâng, em xin chào các bác. Em xin giới thiệu em Thành, Việt Nhật Auto 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Vâng, hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một chiếc xe Toyota Camry 2.5Q ạ. Chiếc xe của em được sản xuất năm 2013, tên tư nhân biển tỉnh ạ. Vâng. Chiếc xe của em thì đã chạy được 7,2 vạn km các bác nhé. Đèn xe các bác này, cụm đèn bi, đèn halogen. Về Camry thì là một chiếc xe được sử dụng khá là nhiều ạ. Đi đầm xe cũng như tiết kiệm nhiên liệu xe. Về phần gương xe các bác, gương xe chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn xi nhan trên xe, trên gương xe các bác nhé. La răng là la răng đa chấu ạ. Đây là phía đuôi xe. Khoang cốp xe các bác nhé. Khoang sau xe của Camry thì cũng khá là rộng ạ. Lốp dự phòng các bác nhé. Về. Vâng. Em xin giới thiệu phần nội thất của chiếc xe. Thì phần cánh cửa lái thì có nhớ ghế lái. Nhớ ghế lái. Chỉnh điện, gương. Lên kính xuống kính. Chiếc xe của em được trang bị là ghế chỉnh điện các bác nhá. Ghế chỉnh điện. Rất là nhẹ nhàng. Rất là êm ạ. Xe được ốp vân gỗ, khá sang trọng đẹp. Số à. Xe em đi được 7,2 vạn km các bác nhé, 72.496 km. Màn hình, các nút bấm điều khiển, điều hòa và đèn đỏ. Ốp vân gỗ khá đẹp.
phê chuẩn về số tiến lùi đây lùi. Ok, ghế da các bác nhá, màu đen đó. Một chiếc xe sang trọng Camry khắc cho mình ở đây. Về phần khoang sau của chiếc xe khá rộng, sẽ tì tay đây, chiếc xe siêu sang của hãng sang ạ. Điều hòa hai vùng độc lập các bác nhé. Có chỉnh ghế ạ, chỉnh ghế sau ạ. Điều hòa đấy ạ, điều hòa hai vùng độc lập. Thiết kế dành cho các chủ tịch. Rồi. Ok. Và cuối cùng em xin nhắc lại một chút. Ở đây em có một chiếc xe Toyota Camry 2.5Q sản xuất 2013, xe tư nhân biển tỉnh ạ. Vâng. Chiếc xe này hiện tại em đang chào bán tại cửa hàng 695 triệu đồng ạ. Vâng, 695 triệu đồng, chiếc xe của em đã đi được 7,2 vạn km. Về xe của bên em luôn cam kết với quý anh chị và các bác, xe bên em không đâm đụng, không ngầm nước, không tranh chấp phạt nguội, không liên quan giấy tờ pháp lý ạ. Vâng. Khi mua xe bên em, các bác được mang xe đi check hãng, check thợ thoải mái ạ. Và đặc biệt hơn, xe bên em vẫn đang có các chương trình trả góp ạ, lên đến 65 đến 80% xe. Vâng. Vâng, thì các bác nào mà đang quan tâm đến xe của em thì xin vui lòng liên hệ theo số line em ghi ở màn hình, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng của em Việt Nhật Auto 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm xe. Em xin chào các bác. Em cảm ơn các bác đã quan tâm đến video của em. Em cảm ơn.